đa đảng mới có bầu cử dân chủ. Trong đợt bầu cử vừa qua tại Việt Nam, một phong trào một chiến dịch truyền thông được những kẻ tự nhận là đấu tranh dân chủ cho Việt Nam phát động rộng khắp trên không gian mạng đấy là tẩy chay bầu cử. Không biết không bầu, nhằm lên án chế độ chính trị Việt Nam do một đảng lãnh đạo là không dân chủ, không đảm bảo tự do cạnh tranh giữa các ứng viên. Các ứng viên đều do đảng lựa chọn sàng lọc và đưa ra cho dân bầu là thiếu tính dân chủ và không đảm bảo nhân quyền. Những lập luận này không hề mới. Kể từ khi hệ thống chủ nghĩa xã hội hình thành trên thế giới, Mỹ và phương Tây đã tấn công vào hệ thống chính trị đối lập bằng phương thức này, chỉ khác nhau ở thời điểm bối cảnh và hoàn cảnh tương nước, dễ hiểu vì sao hiện nay Trung Quốc, Cuba và Việt Nam và một số quốc gia khác ghi nhận trong hiến pháp một đảng lãnh đạo thì đều nằm trong mục tiêu quan tâm đặc biệt của Hoa Kỳ và phương Tây. Nếu còn tin tưởng và lập luận cho rằng chỉ có đa đảng mới mang đến dân chủ và nhân quyền thì hãy nhìn lại chính thể Mỹ, ngay tại quốc gia đa đảng mà nói chính xác hơn là lưỡng đảng này không hề có nhân quyền. Nước Mỹ là đất nước của phân biệt chủng tộc với những phong trào kỳ thị người da màu mà gần nhất là phong trào anti-Asian. Mỗi một đảng nắm quyền ở Mỹ đều tìm mọi cách bảo vệ lợi ích cho ban lãnh đạo của đảng đó cũng như phe nhóm của mình dân Mỹ có thực sự là mối bận tâm của những nhà cầm quyền này hay không? Nhìn cách chính phủ Mỹ đã kiểm soát tự do ngôn luận thông qua các chính sách can thiệp vào báo chí và mạng xã hội phổ biến ngay lần đầu người dân Mỹ bị nhiễm COVID-19, mặc dù các ca nhiễm trầm trọng nhưng chính quyền của Tổng thống Donald Trump vẫn che giấu sự thật, dẫn đến sự bùng phát không thể kiểm soát của đại dịch tại quốc gia này thì quay sang đổ lỗi cho Trung Quốc và người châu Á đã mang mầm bệnh đến nước mình. Hãy nhìn nước Mỹ và phương Tây can thiệp về mặt chính trị để xây dựng lên chính quyền ngụy như đã từng thực hiện tại miền Nam Việt Nam nhằm phá hoại hòa bình và chia sẻ khối đoạn đoàn kết trong nước. Như bà Lốc Võ Khánh Linh từng bình luận, tại tất cả các quốc gia đã diễn ra cách mạng màu như cách mạng vàng Philippines, mùa xuân Ả Rập, cách mạng cam tại Ukraine, không có quốc gia nào có được nền chính trị ổn định bởi chế độ ngụy quyền do Mỹ lập lên yếu kém về thực lực không được sự ủng hộ của người dân liên tục gây chiến với các phe nhóm yêu nước tại các nước này dần dần dẫn đến tình trạng chiến tranh liên miên kinh tế suy kiệt và quốc gia không thể phát triển trước những biến động chính trị xã hội thời gian qua nhất là ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 chính giới học giả Mỹ và phương Tây cũng đang đặt vấn đề về nền dân chủ đang chết để nói về những thất bại của mô hình chính trị đa đảng tại quốc gia này còn muốn trải nghiệm đa đảng có đem lại bầu cử tự do dân chủ hay không thì hãy tìm hiểu cuộc bầu cử đa đảng dưới thời Việt Nam Cộng hòa, từ chính quyền Ngô Đình Diệm, sự trắng trận, mua chuộc phiếu bầu và làm giá, độ lốt phiếu, đâu có cả. Người dân có thể làm gì để đòi quyền lực cho mình và đòi chính quyền phải tôn trọng dân chủ? Cuối cùng, cứ nhìn vào cảnh tự đại đa số người dân Việt nô nức đi bầu cử, bày tỏ sự ủng hộ với vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đặt niềm tin cao và chính thể hiện nay kể cả qua các cuộc điều tra xã hội học của các tổ chức bên ngoài đều cho thấy điều quan trọng nhất là nhân dân hài lòng và đặt niềm tin vào bộ máy lãnh đạo còn độc đảng hay đa đảng mà không đem lại lợi ích cho người dân thì không có giá trị gì